chào các bạn ở phía. Đây là con Lara đã được thuần hóa 10 năm rồi. Con Lara này thì mình không bao giờ bán bởi vì nó là con Lara mồi. Con này nó là con trống, nó rất là đi đánh, rất là sát thủ. Đấy là để thả nó là một cái lốc thả cát như thế này, nó mang ăn mang uống. Thì con Lara này các bạn nhìn có thể thấy là nó không rất là mượt, nó không sức mẻ, không gì cả. Đây là con Lara trống, màu lông như vậy. Các bạn có thể thấy là con Lara này rất là giá trị, rất là to, rơi vào tầm 7 lạng. Đây là con Lara mồi cực kỳ sát thủ, đánh rất tốt, mà mình đã cho vào lồng, lồng này lồng chim, nó rộng. Nếu quý vị có nhu cầu mua Lara giống hoặc là Lara mộc hoặc là Lara sinh sản thì các bạn có thể gọi vào số 0163 530 5982. Chim này nuôi là phải hạ thổ, ăn cát để hỗ trợ tiêu hóa.
khi có cát thì chúng sẽ cọ sát ở bên thóc ở trong diều hỗ trợ tiêu hóa. Đa đa ngoài rừng toàn ăn ở bờ bụi các triền đồi. Các bạn nhìn kỹ để thấy đây là con trống, cái cựa của nó, các bạn nhìn rõ chưa? Đấy, cái cựa của nó đấy, như con gà trống, những con mái không bao giờ có cựa. Cái phần tía ở cuối lưng này rất là đẹp. Một lần nữa quý vị và các bạn, nếu mua chim đa đa hoặc bắn chim đa đa, các bạn có thể liên hệ đến tổng đài 0163 5305 982. Mình ở xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Đó, con này rất là thuần nha các bạn nhé.